Xin chào các bạn, chào các bạn đã quen chiếc xe bắt đầu từ chiếc chìa khóa. Chúng ta muốn đi để chúng ta cắm chìa khóa vào, chúng ta bật chìa khóa lên, giống như như chiếc xe máy thôi. Máy đã sẽ bật khóa, ở đây tắt khóa, xe đã tắt. Nhưng màn hình xe vẫn sáng, từ 10 giây sau màn hình xe sẽ tự tắt đi. Nhưng khóa cổ thì chúng ta đè vào và chúng ta xoay ngược chiều kim đồng hồ. Đây là xe đẹp khóa cổ. Muốn mở khóa cổ thì chúng ta làm ngược lại. Chúng ta cắm lại chìa khóa và chúng ta xoay theo chiều kim đồng hồ. Đây xe đã không còn khóa cổ. Tiếp theo mình sẽ gần các bạn đến chiếc remote của xe. Remote xe gồm có 4 phím bấm. Phím đầu tiên là hình quả chuông là phím tìm xe. Tiếp theo là hàng là 2. Phím chia xét. Nhấn 2 lần liên tục xe sẽ mở khóa. Chúng ta muốn khóa xe thì chúng ta bấm một lần vào hình khóa mở. Và chúng ta muốn khóa có báo động thì chúng ta bấm vào khóa khóa đóng. Khi báo động kêu chúng ta muốn tắt báo động thì chúng ta sẽ bấm vào khóa mở. Là hủy lệnh báo khóa báo động. Nhưng mà xe vẫn khóa nhé. Chỉ muốn không có báo động. Bấm 2 lần tia sét là xe sẽ tự khởi động. Ta chỉ ngồi lên và bạn ra đi. Hai con số lớn ở trên màn hình to nhất này là số vận tốc km trên giờ mình đi được. Số bên dưới là số km mình đi xe được. Và bên dưới nữa là trạng thái pin, pin đầy là hiện nhảy. Đây là các số của xe, từ số nhỏ, số yếu đến trung bình đến mạnh. Số rally là xe có thể đi được. Bạn ga lên và xe chạy. Chúng ta đang vặn ga mà chúng ta bóp phanh thì cạnh dưới chữ rally kia sẽ có một hình chuông báo. Đây, báo đây là xe động cơ nó ngắt. Muốn động cơ chạy tiếp thì chúng ta thả phanh ra và vặn tiếp. Đây, mình làm lại. Đây, mình chuyển số. Chuyển số là nút bên dưới. Giống như nút D ở xe máy, chúng ta bấm một lần là số 3, đây là số mạnh nhất. Đây là số 1. Đấy, bạn chú ý ngón tay trái bấm đèn số 2. Đấy, đây là mở đèn, công tắc đèn xe giống y chang như xe máy. Sang bên trái là đầu tiên là cốt pha, tiệm cốt pha. Đây là còi và đây là xi nhan của xe. Xin nhạc trái khá giống y chang trên xe máy. Tiếp theo mình các bạn đến cốp này. Xe này có hai cốp và một cốp ở đằng trước đây. Chúng ta dùng khóa cơ này cũng mở. Cốp gồm có hai ngăn để đồ này, hai ngăn nhỏ này. Chúng ta đóng lại. Tiếp theo là xe có cốp sau với dung tích là 30 lít, chúng ta cũng mở như cái cốp trước, cắm chìa khóa lại và bật lên. Đây, xe hơi nhiều đồ. Xe cùng dưới cốp cùng có áp tông mát và dây sạc, ổ sạc của nó. Đây chính là ổ sạc. Khi sạc chúng ta cũng có thể luồn dây ra bằng chiếc lỗ này. Đây là chúng ta có thể đóng cốt lại trong khi sạc. Thông qua lỗ thì chúng ta luồn dây qua. Vậy là mình đã hoàn thành chiếc xe Vespa Lima Amoci này.